Xin chào các bạn, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Vương Thanh Thủy, là giảng viên môn tiếng Anh thuộc khoa ngoại ngữ của trường cao đẳng Lý Tự Trọng. Hôm nay cô xin giới thiệu với các bạn, đó là bài số 4, Something to Eat, có cái gì đó để ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần từ vựng, vocabulary. Đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết tất cả những cái từ vựng này. Đương nhiên đây là một bài nói về đồ ăn, cho nên là tất cả những cái danh từ này đều là nói về đồ ăn. Đầu tiên tôi sẽ đi với những từ là danh từ không đếm được. Tôi nói lại, đầu tiên tôi sẽ chia cái bảng này ra làm hai loại, đó là danh từ đếm được và không đếm được. Bây giờ tôi sẽ đi với những danh từ không đếm được trước. Rồi, bread. Bread có nghĩa là bánh mì. Bread. Cheese. Cheese nghĩa là phô mai. Cheese. Chicken. Chicken ở đây cũng không đếm được, bởi vì nó là thịt gà chứ không phải là một con gà. Nếu một con gà là đếm được ở chicken, nhưng ở đây tôi đang nói là về món thịt gà, chính vì thế chicken ở đây là không đếm được bởi vì nó là thịt gà. Rồi bây giờ cái danh từ tiếp theo không đếm được đó chính là ground beef. Tôi đọc lại nè. Ground beef có nghĩa là bò xay. Round là được xay. Ride, round, round. Đây là verb 3 của ride. Ground beef có nghĩa là thịt bò xay. Ketchup. Ketchup là sốt cà với nấm. Có nghĩa là cái tương cà. Bình thường thôi thì nó sẽ là từ khác, nhưng cái tương cà này có thêm cái vị nấm vào thì gọi là ketchup. Lettuce. Lettuce là rau salad. Lettuce là rau diếp hoặc là rau salad. Việt Nam mình gọi là salad hay là rau diếp. Mayonnaise. Mayonnaise có nghĩa là Việt Nam mình thì cũng gọi là mayonnaise. Tại vì người Việt Nam mình không có lấy danh từ riêng mà lấy ngay tên của nó, gọi là sốt mayonnaise, mayonnaise. Mustard. Mustard có nghĩa là mù tạt, cũng gọi theo cái kiểu tên của nó. Mustard là mù tạt. Tôi giải thích mù tạt là một cái loại giống như kem nhưng mà nó màu xanh hoặc là màu vàng, nó có vị cay nồng. Cay nồng nhưng mà nó cay khác cay ớt. Ớt của mình đó là ăn vô một trái có khi cay cả nửa tiếng đồng hồ. Người nào không biết ăn ớt cắn cái ớt vô chảy nước mắt nửa tiếng. Nhưng mà cái mustard, cái mù tạt này thì nó lại rất đặc biệt. Nó rất là cay, nó rất là nồng. Thậm chí khi ăn vô nó nồng, nó xông lên tới mũi, xông lên tới ốc luôn á. Nhưng nó chỉ có vài giây thôi. Sau vài giây thì cái vị cay đã biến mất. Nó hay như vậy đó, chứ nó không phải là cây dai dẳng như ớt. Và người ta hay sử dụng cái mustard này, cái mù tạt này để ăn với các món hải sản. Rồi, pasta. Pasta có nghĩa là nói chung tất cả các loại mì, nuôi, miếng, phở gì đó thì được gọi là pasta. Pepper. Pepper là tiêu. Tiêu á, tiêu đen. Rồi, salt. Salt là muối. Tôi nói lại chữ này viết là A nhưng mình đọc là O. Salt là muối. Và cuối cùng, tomato sauce. Tomato là cà chua. Và sauce nữa có nghĩa là sốt tương cà. Sauce mình dịch là sốt á. Sốt tương cà, tức là mấy chai tương cà đó. Và cuối cùng ở trong cái đám này đó chính là water. Tôi nói lại nè, từ này các bạn đọc sai cực kỳ nhiều. Chúng ta sẽ đọc là water, water, nước, đọc là water. Rồi, như vậy tất cả những từ màu đỏ ở bảng này thì đều là những danh từ không đếm được. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có 3 danh từ đếm được. Và chúng ta thấy đặc điểm của danh từ đếm được đó chính là có S ở cuối. Như vậy green peppers, không phải peppers nha, mà là green peppers thì có nghĩa là trái ớt chuông xanh.
Green peppers là một quả ớt chuông xanh. Và mushrooms, ta thấy cũng có S đây nè. Mushrooms có nghĩa là nấm rơm, nấm. Và cuối cùng là tomato. Từ tomato này người ta viết không có thêm ES, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng tomato là đếm được, cà chua là đếm được. Và nếu muốn thêm số nhiều thì ở đây chúng ta phải thêm ES chứ không phải là thêm S. Rồi, như vậy tôi đã đi qua được cái bảng từ vựng. Tôi nói lại đây là một bảng từ vựng khá khó và các bạn nên đọc đi đọc lại cho nó thuộc. Bây giờ tôi sẽ giúp bằng cách đọc lại hết từ đầu nè. Bread, bánh mì. Cheese, phô mai. Chicken, thịt gà. Green peppers, ớt chuông xanh. Round beef, bò xay. Ketchup, tương cà với nấm. Lettuce, rau salad. Mayonnaise, sốt mayonnaise. Mushrooms, nấm. Mustard, mù tạt. Pasta, mì nuôi miếng phở. Pepper là tiêu. Salt là muối. Tomato là cà chua. Tomato sauce là tương cà. Và water là nước. Bread. Cheese. Chicken. Green peppers. Ground beef. Ketchup. Lettuce. Mayonnaise. Mushrooms. Mustard. Pasta. Pepper. Salt. Tomato. Tomato sauce. Water. Bây giờ tôi sẽ chuyển đến một cái bảng so sánh giữa danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Có khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên, ở điểm thứ nhất, đó là phía trước của danh từ đếm được số ít. Book, ở đây là chỉ có một quyển sách thôi. Thì phía trước của danh từ đếm được số ít thì nó sẽ là nó có thể là an, one hoặc the. Tức là một quyển sách thì có thể là an, one hoặc the. Nhưng ở phía bên nước water thì chỉ có thể là the mà thôi. An, one không được. Bởi vì ta không thể nói từ là một nước không được. Nhưng ta có thể nói là một quyển sách thì được. Đó là điểm khác biệt thứ nhất. Điểm khác biệt thứ hai, ở đây chúng ta nhìn thấy ba quyển sách. Nếu như tôi nói ba quyển sách thì tôi chỉ việc thêm số bàn trước, rồi thêm một chữ S phía sau. Như vậy là sẽ thành ba quyển sách. Nhưng ở bên đây thì tôi không thể nói ba nước. Không thể nói như thế được. Bởi vì nước không đếm được cho nên không thể nói là ba nước. Như vậy bây giờ tôi bắt buộc phải mượn, tôi có thể mượn một cái đại lượng khác đứng ở trước các danh từ này. Ví dụ bây giờ ở bên đếm được thì tôi có thể mượn 1 kg cà chua. Như vậy ở đây cà chua đếm được cho nên phải là số nhiều. Còn 1 kg, đương nhiên 1 kg thì kg không có số nhiều. Nhưng mà trong 1 kg cà chua thì có thể là có nhiều quả cà chua. Chính vì thế cho nên là từ kg thì không có S, nhưng từ cà chua thì phải thêm ES. Tôi nhắc lại từ cà chua thêm ES bởi vì nó tận cùng bằng chữ Âu. Rồi, bây giờ ở bên đây nếu như danh từ không đếm được thì chúng ta cũng phải mượn một cái danh từ nào đó. Chẳng hạn ở đây nước không đếm được. Như vậy tôi phải mượn 3 cốc nước. 3 cups of water. 3 cốc nước. Và như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy vì 3 cốc mà cốc đếm được cho nên cups phải có S. Nhưng từ water ở đằng sau thì nó vẫn là không đếm được. Cho nên cho dù có 3 cốc hay 10 cốc đi chăng nữa thì cái từ water ở đằng sau vẫn không được thêm số nhiều.
Đó là trường hợp khác thứ hai. Bây giờ đến cái trường hợp khác thứ ba. Đó là nếu như tôi muốn nói từ nhiều. Nhiều thì sẽ cộng với danh từ đếm được. Và đương nhiên nhiều thì từ pens phải có s rồi. Many pens có nghĩa là nhiều cây viết. Trong khi đó nếu ở bên đây danh từ không đếm được thì tôi sẽ nói là nhiều muối. Much salt, much salt. Salt không đếm được cho nên tôi dùng much cho từ nhiều. Bây giờ tôi sẽ có từ a laptop ở ngay giữa. Từ a laptop cũng có nghĩa là nhiều, nhưng nó ở giữa có nghĩa là nó có thể dùng được cả cho hai bên. Nhiều bên nào cũng đúng. A lot of pens, nhiều cây viết cũng đúng. Mà a lot of salt, nhiều muối cũng đúng luôn. Rồi, tiếp tục. Bây giờ chúng ta tới trường hợp tiếp theo. Đó là ít. Hồi nãy nhiều rồi, bây giờ ít hay là một vài. Một vài thì bây giờ chúng ta sẽ có hai từ. Đó là a few. Đi với danh từ đếm được. Đương nhiên một vài là nó phải hơn một. Cho nên từ mushrooms cũng phải có S. Rồi trong trường hợp bên đây thì chúng ta thấy từ a little cũng là một ít. Nhưng mà nó sẽ đi với danh từ không đếm được. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn một cái bảng tổng kết. Bốn từ đều có nghĩa là ít. Chúng ta nhìn ở cái bảng này chúng ta sẽ thấy ở đây có tới bốn từ có nghĩa ít. Đầu tiên là some và any, và sau đó là a few, a little. Chúng ta đã học là a few, a little. Khác nhau chỗ nào? A few cộng danh từ đếm được số nhiều. A little thì cộng với danh từ không đếm được. Vậy bây giờ còn some, any thì sao? Some với any thì cộng cái nào cũng được. Nó có thể vừa cộng danh từ đếm được số nhiều, vừa cộng danh từ không đếm được, cộng cái nào cũng được. Và đó chính là điểm khác nhau. Mặc dù cả bốn từ này đều có nghĩa là một ít một vài. Rồi, vậy thì some với any sẽ được phân biệt. Đó là trong cái loại câu gì? Some sẽ được dùng trong câu khẳng định hoặc câu hỏi mời. Như vậy cứ thấy câu khẳng định hoặc câu hỏi mời thì dùng some. Còn chúng ta không cần thiết phải biết là ở đằng sau nó là cái gì. Có thể là danh từ đếm được số nhiều hoặc không đếm được đều được. Hoặc chúng ta có thể dùng any nếu trong trường hợp đây là câu phủ định hoặc là câu hỏi. Chúng ta bắt đầu áp dụng vào phần bài tập thực hành. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở những câu trên, những câu phía trên, ta sẽ thấy đầu tiên đó là a tomato. Như vậy ở đây đó khớp với cái công thức là ta sẽ dùng an để đi với một danh từ đếm được số ít, một trái cà chua thôi. I need to buy a tomato at the store. Tôi cần mua một quả cà chua ở cửa hàng. Ở câu tiếp theo thì chúng ta có the orange. The orange có nghĩa là orange là một quả cam cũng đếm được. Và chúng ta có thể dùng the. Chúng ta vừa mới học xong là a and the. Rồi. The orange is in the fridge. Quả cam thì ở trong cái tủ lạnh. Và từ fridge này có thể là viết ngắn gọn của từ refrigerator. Tức là cũng là cái tủ lạnh. Rồi ở câu tiếp theo thì chúng ta lại thấy từ an onion. Và như vậy ta thấy cái từ này tại sao đi với an là bởi vì ở phía sau nó từ onion sẽ bắt đầu bằng một nguyên âm onion. Và tôi xin nói luôn sự phân biệt giữa nguyên âm và phụ âm. Đó là nguyên âm là khi chúng ta nói một âm ra và âm đó có thể đi ra liên tục và không bị chặn thì đó chính là nguyên âm. Ví dụ ở đây tôi đọc từ o. Như vậy từ o là nguyên âm. Nhưng mà nếu tôi đọc chữ n, n thì bạn thấy âm bị chặn rồi mới được bật ra thành âm n. Như vậy những cái âm nào mà bị chặn rồi mới được bật ra tiếp thì đó là phụ âm.
Và những âm nào mà đi ra liên tục không bị chặn thì đó chính là nguyên âm. Và nếu như cái từ phía sau được bắt đầu bằng một nguyên âm thì ở phía trước ờ phải biến thành ần. Thực ra người ta biến ờ thành ần là để dễ đọc và nối cái chữ n trước với nguyên âm phía sau. Thay vì người Việt Nam mình hay đọc là an onion thì người Anh người ta sẽ đọc nối vô an onion. Đọc chữ n với chữ o lại thành an onion. Rồi, như vậy ở câu này tôi sẽ đọc lại. Do we need to buy an onion? Chúng ta có cần mua một củ hành tây không? We need some eggs. Chúng ta cần vài quả trứng. Như vậy some sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc là không đếm được cũng được. Miễn cái câu này phải là khẳng định. Rồi, ở câu tiếp theo, chúng ta có thể dùng 3 green peppers. Chúng ta có thể dùng số lượng 3 quả chuông ớt xanh. There are 3 green peppers in the bag. Có 3 quả chuông ớt xanh ở trong cái giỏ. Rồi, bây giờ phía dưới sẽ là hai câu đi chung với danh từ không đếm được. Some brown beef. Đầu tiên là some brown beef, có nghĩa là một ít thịt bò xay. Và thịt bò xay thì chúng ta thấy cũng không đếm được. Cho nên chúng ta phải dùng some. Có thể dùng some. Và vì câu này là câu khẳng định, tôi dùng some. Còn nếu tôi có thể dùng với danh từ không đếm được, thì tôi có thể dùng từ a little. Buy a little round beef đều được. We need to buy a little round beef. Tiếp theo, the ketchup. Ketchup là tương cà sốt với nấm cũng không đếm được. Chính vì thế tôi sẽ dùng từ the phía trước. The ketchup is in the fridge next to the mustard. Cái chai tương cà, cái tương cà sốt nấm thì ở trong cái tủ lạnh kế bên cái mù tạt. Rồi, bây giờ tôi đi đến cái phần bài tập. Đầu tiên là ở đây chỉ có hai cái hình thôi, tại vì tôi muốn cho cái chữ nó to ra, cho nên tôi chỉ lấy hai câu trước. Rồi, đầu tiên ta nhìn vô cái hình thứ nhất, thì ta nhìn thấy đây là một cái gì đó nó dạng như màu trắng, và đó chính là mayonnaise, sốt mayonnaise. Đây là sốt mayonnaise. We need some mayonnaise for the salad. Chúng ta cần một ít sốt mayonnaise cho cái món salad. Tôi nói lại nè, salad là một món ăn chứ không phải tên của một loại rau. Nhưng mà vì cái món salad này thì người ta có thể trộn rất là nhiều thứ nha. Nhưng mà cái thứ mà phổ biến nhất mà người ta hay trộn đó chính là rau salad, rau diếp á. Mà rau diếp á thì rau salad thì tên nó là lettuce. Nhưng mà người Việt Nam mình cứ nói món salad salad riết. Rồi bây giờ cái kêu cái rau cũng rau salad luôn. Chứ thật ra cái rau đó, cái tên nó là rau lettuce, là rau diếp. Rồi, we need some mayonnaise for the salad. Chúng tôi cần một ít sốt mayonnaise cho cái món salad. Tôi nhắc lại, salad là một món rau trộn. Và họ có thể trộn rất là nhiều loại rau. Chẳng hạn ví dụ như Việt Nam mình thì cũng có thể trộn bắp cải nè, trộn ngó sen nè. Rất là nhiều, thì cũng tất cả những món đó thì đều gọi là salad cả. Rồi, ở đây chúng ta thấy từ some. Vì sao từ some? Vì khi chúng ta nhìn thấy từ some thì chúng ta phải chốt đây là câu khẳng định. Đây là câu khẳng định. Và mayonnaise là không đếm được, cho nên tôi dùng từ some. Như vậy nếu tôi bỏ thay từ some này đi bằng một từ khác thì tôi sẽ thay bằng từ a little, một ít. A little sẽ cộng với danh từ không đếm được. Cho nên ở đây some và a little đều có thể đúng. Tôi nói lại những cái này rất quan trọng. Các bạn phải hiểu bài, các bạn mới có thể làm được những câu trắc nghiệm. Như vậy, khi nhìn tới some thì ta phải nhìn đây là câu gì? Câu khẳng định. Và chúng ta sẽ nhìn a little khi ở phía sau nó là không đếm được. Rồi, ở câu thứ hai thì chúng ta sẽ có từ bread. Bởi vì chúng ta nhìn vô đây thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là một ổ bánh mì. Cái ổ bánh mì này nhìn nó cũng lạ hơn cái ổ bánh mì Việt Nam nè. Bread là bánh mì. Rồi bây giờ cái từ mà chúng ta cần học đó là từ ổ, loaf.
Rồi, mấy bạn thấy từ loaf chưa? A loaf of có nghĩa là một ổ bánh mì. À, như vậy ở đây, bánh mì không đếm được. Bây giờ muốn đếm, tôi phải mượn một từ khác đếm được, đó là từ ổ. Please bring home a loaf of bread. Hãy mang về nhà một ổ bánh mì. Có nghĩa là kêu mua đi á. Rồi, bây giờ ta sẽ tiếp với ba câu tiếp theo. À, ở hình số 4, ta sẽ thấy đây là một chai mù tạt. Ở hình số 3 chứ. Chúng ta sẽ thấy đây là cheese, những cái miếng phô mai. À, và phô mai có rất là nhiều loại nha em. À, chúng ta thường thấy phô mai con bò cười, đó là loại mềm. Còn ở đây là cái loại phô mai cứng. À, em thấy cứng và người ta có thể sắc ra từng lát như thế này. À, đây là một loại phô mai của Ý, à, cứng. Rồi, would you like a piece of cheese? À, bạn có muốn một miếng phô mai không? À, và cái từ chúng ta cần phải quan tâm đó là có thể đi với phô mai. Thì phía trước đó là từ piece, một miếng. À, và chúng ta phải nhớ rằng trong tiếng Anh nó cũng y như tiếng Việt. Thì cái từ phía sau và cái từ phía trước đi phải khớp với nhau. À, ví dụ như là một miếng phô mai là a piece of cheese. À, chứ không thể nào mà nói là một lít phô mai. À, không nói được vậy. À, có những từ hay là một lít phô mai hay là một cái gì khác. À, ví dụ một tá phô mai không được. Rồi, phải là một miếng phô mai, một ký phô mai, một hộp phô mai hay gì đó. À, câu số 4. À, tôi thích một ít gì đó. Ở đây chúng ta thấy cái chai màu vàng này. Và cái chai màu vàng này tôi nói rồi, đó chính là mustard. Mustard có nghĩa là mù tạt. À, mù tạt màu vàng hoặc màu xanh. Và như vậy ở đây câu này, ta thấy họ dùng a little nè. Vì sao? Vì mustard không đếm được. Như vậy tôi có thể thay a little bằng từ some. Bởi vì đây là câu khẳng định. Tôi nói lại, some sẽ dùng ở câu khẳng định cho danh từ không đếm được. Ha. Hoặc là dùng a little bởi vì đằng sau là không đếm được. Rồi ở câu số 5 là ta thấy nhìn số 5, đây chính là tương cà. Mà ở đây là tương cà sốt nấm, ketchup. Và ở đây cái từ chúng ta cần nhớ đó là từ bottle, chai. This bottle of ketchup, cái chai tương cà sốt nấm này is almost empty, thì gần hết rồi. Almost empty có nghĩa là sắp hết rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài tập tiếp theo. Ở bài tập này thì chúng ta cũng phải nhìn vào hình. Bây giờ nhìn ở bên dưới này, chúng ta thấy đây là một cái ly nước. Một cái ly đựng nước. Cho nên chắc chắn ở đây chúng ta sẽ dùng từ water. Tôi nói lại, từ nước đọc là water. Rất là nhiều bạn đọc là water hay gì đó, không biết nữa. Tôi nói lại, water. Và đặc biệt ở đây thì trong cái ly này chúng ta thấy nó có vẽ những cái mức bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ a pint. Người Anh có những cái danh từ riêng như vậy. Và a pint ở đây có nghĩa là nửa lít nước. A pint có nghĩa là gần một nửa lít. Tôi nói lại, đặc biệt đối với người Anh thì họ sử dụng những cái đơn vị đo lường không giống ai hết. Không giống ai. Ví dụ như cả thế giới đều sử dụng đo chiều dài là milimet, rồi centimet, rồi decimet, rồi mét, đúng không? Rồi km. Nhưng mà người Anh thì họ không xài như thế. Cái mà họ xài về cái chiều dài thì họ sẽ dài inch. Mình sẽ thấy họ xài bằng inch. Inch là gì? Cái inch nó được bắt đầu từ khi mà người Anh lấy một cái đốt ngón tay. Như vậy từ một đốt ngón tay từ đây tới đây của người Anh nè, thì nó sẽ dài khoảng 2,8 cm. 2,8 cm. Cho nên là người ta sẽ đo bằng inch, 2,8 mấy đó. Như vậy thì cứ một inch là khoảng 2,8 mấy. Và để đo một cái hình chữ nhật hay là hình vuông gì đó thì họ không có đo như mình, mà họ sẽ đo theo đường chéo. Họ sẽ đo theo đường chéo. Cho nên ví dụ một cái tivi, thì một cái tivi họ sẽ bảo là 55 inch. 55 inch như vậy là họ sẽ lấy đơn vị của người Anh là inch và sẽ đo theo đường chéo cái tivi đó, thì nó sẽ ra cái inch.
Và đó là cái lý do mà các cái tivi bây giờ thì nó gần như không có hình vuông, nó toàn là hình chữ nhật không à, mà càng ngày cái chữ nhật cái bề dài ngang nó càng dài, là để làm gì? Để người ta cho thấy là cái độ inch của nó càng dài thì tiền nó sẽ càng cao hơn. Đương nhiên cứ inch nhiều thì cao hơn, thay vì phát triển cả chiều ngang cả chiều rộng thì nó khó, hiện giờ ta phát triển chiều rộng nhiều hơn thì đo ra cái số inch nó cao hơn mà đỡ tiền nè. Đó đó là cái mẹo của người sản xuất. Nhưng mà đặc biệt vậy nè, người inch nó khác người, người nó khác người người Anh nó khác người vậy, nó xài những cái mà khác lắm, không giống ai trơn trọi. Nhưng mà tất cả những cái gì quan trọng đặc biệt ở trên thế giới thì đều sử dụng cái đơn vị của nước Anh thôi, chứ không đỡ sử dụng đơn vị của mình ha. Chẳng hạn ví dụ như xăng dầu cũng vậy ha. Xăng dầu thì mình thì đo 1 lít đúng không, 1 lít dầu 1 lít xăng. Nhưng mà em phải hiểu là cái đầu tiên mà buôn bán từ ở nước ngoài đi về á thì người ta không có đo bằng lít mà người ta sẽ đo bằng galon, gallon, galon. Và 1 galon thì có thể là 4,5 lít, đối với người Anh là 4,5 lít, thì người ta lại đo như thế. Ví dụ 1 thùng dầu là bao nhiêu galon, người ta nhập về bằng galon không, chứ người ta không nhập về bằng lít. Xong rồi về Việt Nam mới bắt đầu chuyển qua đơn vị là lít. Như vậy tôi nói lại, người Anh là một cái nước đầu tiên sử dụng những cái đơn vị đo lường mà nó không giống ai. Nhưng mà có một điều quan trọng là tất cả những cái gì quan trọng nhất trên thế giới, đơn vị đo lường trên thế giới thì đều sử dụng của người Anh không à. Đó, đó là cái điều đặc biệt tôi muốn nhắn ở đây. Rồi, bây giờ tôi tiếp tục câu thứ hai nè. Tôi nhìn xuống dưới tôi sẽ thấy đây là một cái ức của một con gà. Ức của một con gà. Cho nên ở đây tôi sẽ dùng từ kitchen. Con gà, thịt gà đó. Và ở phía trước thì tôi sẽ có từ kilo. Từ kilo này là 1 ký thịt gà. We need about a kilo of chicken for the party. Chúng tôi cần 1 ký thịt gà cho bữa tiệc. Nhưng mà từ kilo này, tôi nói lại, từ kilo này không phải của nước Anh, của thế giới. Và đó là lý do người Anh chỉ mượn để xài thôi. Và đó là lý do nếu muốn nói 2 kilo thì chỉ là kilo thêm s thôi. Vì sao? Vì người Anh giải thích nè, vì cái từ kilo này đâu phải của tôi chỉ mượn thôi, cho nên 1 kilo thì vậy, mà 2 kilo thì thêm s. Nhưng cà chua thì khác nha. Bây giờ nhìn xuống hình thứ ba, ba trái cà chua, thấy từ tomato chưa, nó cũng tận cùng bằng o nhưng nó phải thêm es. Vì sao? Vì từ cà chua tomato là của người Anh, cho nên theo nguyên tắc của người Anh thì tất cả những từ tận cùng bằng chữ O thì phải thêm ES. Còn cái từ kilo không phải của tôi thêm S thôi. Tôi cần 3 trái cà chua từ cửa hàng. Rồi, ở câu số 4, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một cái búp salad, búp salad. Và ở đây một búp thì chúng ta phải để ý cái từ là head. Head. Chúng ta có từ head là cái đầu nè, cái đầu. Như vậy, head of lettuce tức là cái búp phía trên thôi, tức là người ta chỉ lấy cái đầu phía trên thôi, còn những cái gốc cái rễ gì dưới là người ta không lấy. Cho nên người ta gọi là head. Head Việt Nam mình gọi là một búp, búp salad. Và ở đây cái head nó phải đi với cái salad, chứ không thể nói một búp mà một búp nước, ha, một búp nước hay là một búp phô mai không được ha. Nó bắt buộc phải đi với nhau vậy đó. Rồi ở đây câu số 5. Câu số 5 thì chúng ta nhìn thấy một cái hộp có những cái mì, đây gọi là mì ống ha. Mì ống tức là spaghetti của Ý đó, là rất nổi tiếng. Nhưng tôi nói lại nè, tất cả các loại mì nuôi miếng phở trên thế giới gom lại thì gọi là pasta. Gọi là pasta hết. Nhưng mà mỗi nước thì sẽ có một cái loại riêng. Ví dụ như cái loại này tôi nhìn vô đây tôi cũng có thể gọi chung là pasta, nhưng mà về nước Ý thì tôi gọi riêng, đây là spaghetti. Spaghetti là mì ống của Ý vậy thôi. Và cái mì ống này nó đựng trong cái hộp, cho nên ở đây người ta dùng từ box, một hộp mì ống, một hộp mì ống. Please get a box of pasta for dinner. Vui lòng mua một hộp mì ống cho bữa tối. Chúng ta sẽ tiếp với cái bài tập tiếp theo.
Ở bài tập tiếp theo thì ta nhìn xuống dưới, ta sẽ thấy cái này nó màu đỏ nè, màu đỏ. Và cái đây nó chính là tomato sauce. Tomato sauce có nghĩa là tương cà, tương cà. Và ở đây chúng ta có từ cha. Cha ở đây có nghĩa là một hũ. Như vậy tôi sẽ phân biệt một cái hũ với một cái chai. Hồi nãy mình học cái từ chai là bottle rồi, bây giờ mình học từ cha là cái hũ. Thế thì cái hũ nó khác cái chai ở chỗ là cái miệng của nó, cái miệng nắp của nó đó, cái miệng của nó to. Và chúng ta có thể bỏ cái thìa vô để múc ra, thì cái đó gọi là cái hũ, cái cha. Còn cái chai là cái bottle, là cái loại mà cái cổ của nó rất là nhỏ, và chúng ta chỉ có thể đổ ra thôi. Đổ ra chứ không thể dùng muỗng mà múc được. Thì đó là cái khác nhau giữa cái chai và cái hũ. We also need a jar of tomato sauce for the pasta. Chúng ta còn cần một cái hũ tương cà cho cái món mì. Rồi, câu số 2, chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta sẽ thấy cái chai này có một số những cái hạt màu đen. Màu đen, như vậy ở đây chính là hạt tiêu. Và cái tiêu thì ở đây là pepper. Pepper. Rồi, như vậy là should I add some pepper to the soup? Tôi có nên bỏ thêm một ít tiêu, tôi bỏ thêm một ít tiêu vào cái chén súp nha. Tôi bỏ thêm một ít tiêu vào chén súp nha. Rồi, tôi nói lại, đây là trường hợp câu hỏi mời. Và chúng ta thấy ở đây vì là câu hỏi mời, cho nên chúng ta dùng từ some. Từ some được dùng ở câu hỏi mời. Như vậy câu này không phải là câu hỏi. Ý của tôi là muốn tôi bỏ thêm một chút xíu tiêu vô trong súp của bạn được không? Súp của bạn á, chứ không phải súp của tôi ha. Should I add some pepper to the soup? Tôi bỏ cho bạn một ít tiêu vô trong cái súp này nha. Như vậy tôi nói lại, some sẽ được dùng ở câu khẳng định và câu hỏi mời, và đây chính là câu hỏi mời ha. Rồi, nếu như tôi có thể thay từ some này bằng một từ khác thì tôi phải nhìn pepper là không đếm được. Như vậy tôi sẽ thay từ some bằng từ a little. A little là một ít tiêu. Should I add a little pepper to the soup? Một ít tiêu vô đó ha. Như vậy ta sẽ nhìn hai cái bảng khác nhau hoàn toàn. A little, a few là chỉ được dùng khi đằng sau nó là đếm được hay không đếm được. Trong khi some, any thì lại chủ yếu nhìn vô ở câu đó là câu gì. Câu đó là câu gì mà thôi ha. Rồi, ở câu thứ 3 thì chúng ta sẽ thấy là đây có ba cái nấm ha. Và chúng ta sẽ thấy từ nấm là mushrooms. Mushrooms. Và cái từ quan trọng ở đây mà tôi muốn nhắc các bạn đó là từ more. Tại sao mình không nói là chúng tôi cần hai cái nấm, two mushroom thôi? Tại sao phải có từ more ở đây? Thế thì cái từ more ở đây ý nghĩa là hồi nãy bạn xài hết hai cái nấm rồi, bây giờ tôi cần thêm hai cái nấm nữa cho cái món sốt này. Tôi cần thêm hai cái nữa. Như vậy khi nào mới có từ more? Khi mà hồi nãy xài rồi, bây giờ mình xài thêm nữa. We need two more mushroom. Mình cần thêm hai cái nấm rơm nữa. Tức là hồi nãy mình xài hai cái rồi, giờ mình xài hai cái nữa cho cái món sốt này. Rồi bây giờ ba câu cuối cùng. Nào bây giờ mình sẽ nhìn thấy ông bạn này cầm một cái chai ở trong có màu trắng. Đương nhiên đó là muối. Salt, muối. Như vậy, ở đây cũng vậy. Ở đây có vừa a little, vừa có more luôn nè. Thấy chưa? A little là một ít, đi với đếm, không đếm được. Và more ở đây có nghĩa là thêm một chút nữa. Tức là hồi nãy bỏ muối chưa? Hồi nãy bỏ muối rồi. Bây giờ thêm một chút muối nữa. The sauce needs a little more salt. Cái món sốt này cần thêm một ít muối nữa. Như vậy bây giờ tôi sẽ thay từ a little này bằng từ some. Vì sao? Vì đây là câu khẳng định. Tôi nói lại, vì đây là câu khẳng định cho nên tôi dùng từ some. Vậy thôi.
Rồi, bây giờ chúng ta tới câu số 5. Ở câu số 5 thì ta sẽ nhìn thấy hai quả ớt xanh. Chính vì thế chúng ta sẽ dùng green peppers. Green peppers đếm được có nghĩa là ớt xanh. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy từ any. Tại sao ta thấy từ any? Vì đây là câu hỏi. Tôi nói lại, vì đây là câu hỏi cho nên một ít ớt xanh sẽ dùng là any. Do we need any? À, chúng ta có cần một ít quả ớt xanh nữa, quả ớt xanh cho cái công thức nấu ăn này không? À, tôi đọc cái từ này nha. This recipe. Recipe là công thức nấu ăn. À, và cái từ này đọc hơi lạ. À, recipe. Rồi. Và ở đây nếu từ any này là câu hỏi và chúng ta có thể thay, thì ta thấy ở đây green peppers là đếm được. Như vậy nếu muốn thay any thì chúng ta sẽ thay bằng a few. Bởi vì a few dùng với danh từ đếm được phía sau. Không quan trọng câu gì, câu hỏi, câu gì kệ nó, miễn đằng sau là đếm được thì ta dùng a few. Còn any thì lại phải dùng trong câu hỏi, cũng không quan trọng phía sau là cái gì, miễn câu hỏi là được. Rồi. Bây giờ ta tới câu cuối cùng. Ta sẽ nhìn cái này giống như một gói mì tôm đúng không? Nhưng không phải mì tôm, mà nó chính là round beef. Round beef có nghĩa là thịt bò xay. Thịt bò bỏ vô xay vậy đó, nhìn giống gói mì tôm ghê. Rồi, tiếp tục. Ở đây we need some round beef. Chúng ta cần một ít thịt bò xay. Và ở đây ta lại thấy từ some. À, từ some xuất hiện ở câu này vì nó là câu khẳng định mà thôi. Một ít. Và nếu như ta muốn thay đổi một ít thì ta lại phải nhìn. Round beef không đếm được, cho nên phía trước sẽ phải là a little. Một ít đi với không đếm được là a little. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi kỹ hơn về cái danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Bây giờ đây là tiếng Anh. Hồi nãy giờ mình nhìn tiếng Việt không, thì bây giờ mình sẽ thấy từ tiếng Anh. Count nouns. Count là đếm, and nouns là danh từ. Như vậy count nouns là danh từ đếm được và non count nouns là danh từ không đếm được. Rồi, bây giờ ta sẽ nhìn cái dọc bên đếm được nè. Thì ta sẽ thấy đầu tiên là cà chua nè. Hồi nãy cô nói rồi, cà chua tận cùng bằng chữ A, cho nên phải thêm ES. Apples, apples là táo, đếm được. Green pepper là ớt chuông xanh, nấm. Eggs là trứng. Và chúng ta có từ cookies. Cookies là bánh quy. Người Anh nó rất là buồn cười. Cái bánh quy là cái bánh nhỏ xíu vậy nè. Trong cái hộp bánh thì nó lại đếm được. Nó đếm từng cái bánh. Rồi. Tiếp, bây giờ qua bên không đếm được nè. Thì sẽ gồm có bread. Bread là bánh mì. Bánh mì không đếm được. Đó, cái bánh quy nhỏ xíu như vậy thì đếm được. Mà cái bánh mì nó bự như vậy thì lại không đếm được. Nó ngộ vậy đó. Nhưng mà mình phải học theo người ta ha. Cheese là phô mai. Water là nước. Tomato sauce là tương cà. Chicken là thịt gà. Và salt là muối. Rồi bây giờ cái mà mình cần học đó là cái phía dưới này, với những cái từ đi kèm về số lượng. Tôi ví dụ nè. A slice of bread là một lát bánh mì. Một lát, có nghĩa đây là bánh mì như kiểu bánh mì hamburger vậy đó. Nó nguyên một ổ dài, giờ chúng ta phải cắt ra, cắt ra. Như vậy một cái lát cắt ra thì gọi là a slice. Như vậy hai slice thì sẽ là two slices. Ở đây từ slice tận cùng bằng s rồi, cho nên thêm s nữa thì đọc là slices. Slices, two slices of bread, hai lát bánh mì. Mà vì bánh mì không đếm được, cho nên 2 lát chứ 10 lát thì nó cũng vẫn là bread thôi, không có S. Nhớ chưa? Mà cái nhiều là cái lát, cho nên 2 lát thì cái từ lát thêm S. Chứ còn từ bánh mì thì đương nhiên vẫn không có S. Rồi, bây giờ a loaf of bread. Như vậy bánh mì ngoài cái lát ra thì mình có thể dùng ổ. Loaf là ổ. Một ổ bánh mì. A loaf of bread. Bây giờ 2 ổ thì cô nói rồi, nãy cô mới nói xong. Có nghĩa là những từ nào tận cùng bằng chữ F thì khi thêm cái gì phía sau phải đổi thành V, E rồi mới thêm S vô. Cho nên ở đây ta thấy người ta đã biến từ từ loaf có F cuối
hành V, E, S ở phía sau. Hai ổ bánh mì. Rồi, bây giờ pound. Pound, à, cái này là đơn vị của người Anh. Một pound là gần nửa ký thôi. Nó gần thôi. Nó lẻ lơ, lẻ lắc vậy đó hà. Nhưng mà người ta cứ xài như vậy á. Một pound thịt gà. À, có nghĩa là một pound ở đây tôi nói lại là gần nửa ký. À, khoảng nửa ký. 1,54 ký. Hai pounds. Hai pounds thịt gà. Có nghĩa là khoảng một ký của mình đó. Rồi. Một jar. Một chai. À, một lọ. Một hũ. Một hũ tương cà. Bây giờ hai hũ thì là two jars thêm s. Nhưng mà tomato không đếm được thì vẫn để nguyên hai hũ tương cà. Một chai nước. A bottle of water. A bottle of water. Một chai nước. Hai chai nước thêm s vô chữ chai. Bây giờ cái cuối cùng là cái chúng ta cần quan tâm nè. Tức là kể cả danh từ đếm được, đôi khi chúng ta cũng phải mượn. Chẳng hạn như x là đếm được. Bây giờ tôi nói hai cái trứng là 2x dễ quá rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn mượn cái khác. Chẳng hạn như tôi nói a carton of eggs. Carton là gì? Carton, Việt Nam gọi là cạc tông. À, như vậy ở đây là một hộp trứng. Nhưng mà tại sao tôi không dùng từ box? Tại vì từ box để phân biệt là cái hộp đó làm bằng bìa. Còn carton là làm bằng bìa cạc tông. Và bìa cạc tông thì nó là một loại bìa khác. À, và nó dày hơn và nó có thể giúp cho cái trứng không bị vỡ. Chính vì thế người ta sẽ dùng hộp cạc tông để đựng trứng. Tức là a carton of eggs. Một hộp trứng. Nhưng mà vì trứng số nhiều cho nên một hộp thì cái một hộp này là số ít. Còn từ trứng vẫn phải có s. Nhìn ra chưa? Bây giờ tới hai hộp trứng. Thì bây giờ hai là two cartons, hai hộp. Bây giờ nhiều rồi. Đương nhiên hai hộp là cái hộp phải nhiều. Và cái trứng cũng phải nhiều. Bởi vì cái trứng là đếm được. Mà trong một hộp thì nó nhiều trứng. Cho nên ở phía trước cho dù có một hộp cạc tông thì cái trứng vẫn phải số nhiều. À, và đó là cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn ở cái chỗ này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Mà bài tập thì chúng ta sẽ thấy nó dễ hơn. Ở đầu tiên chúng ta thấy từ an. An tức là chỉ có một thôi. An là một. An apple. À, một quả táo. À, cho nên tôi bỏ phía sau. There is an apple in the fridge. Có một trái táo trong tủ lạnh. Rồi, câu thứ hai ta sẽ thấy từ three. Số 3 rồi nè. Như vậy ta bỏ số ít đi. 3x. Có 3 trái táo trong, à quên, có 3 trái trứng trong cái hộp cạc tông. In the carton. Tôi nói lại, hộp trứng thì ta sẽ dùng từ carton, không dùng từ box. À, box là hộp không dùng. Rồi, tiếp. Câu số 3. There is some. À, bây giờ sữa. Sữa không đếm được nha. Sữa cũng như nước thôi, không đếm được. Cho nên ta phải bỏ số nhiều đi. À, ta dùng some. Có một ít sữa trong cái ly. There is some milk in the cup. Rồi, câu số 4. There are two bottles. Hai chai là two bottles. Nhưng mà ketchup là tương cà, sốt nấm thì không đếm được. À, cái chuyện đằng trước nó nhiều hết kệ nó. Còn chuyện bây giờ tôi không đếm được. Cho nên tôi sử dụng không S thôi. Có hai chai tương cà sốt nấm trên bàn. There are two bottles of ketchup on the table. Rồi câu 5. Ở đây chúng ta thấy chúng tôi cần mua 3 ổ. À, như vậy ở đây có 3 ổ, 3 loaves. Còn bánh mì không đếm được. Bánh mì là không đếm được. Cho nên bao nhiêu ổ thì kệ. Ít nhiều gì ở phía trước kệ. Ít nhiều ở phía trước cái từ loaves nó chạy, nó đứng theo số nhiều 3 ổ. Còn phía sau bánh mì không đếm được cho nên không có S. Cuối cùng tôi muốn mua một hộp bánh quy. Bánh quy lại đếm được. Cho nên cho dù chỉ là một hộp thì cái bánh quy từ phía sau vẫn phải thêm S. À, bởi vì tôi nói lại bánh quy đếm được. Cho nên một hộp thì nó sẽ có rất nhiều cái bánh quy. Chính vì thế bánh quy là đếm được. Bây giờ ta sẽ tiếp tục với bài tập tiếp theo. Đầu tiên ở đây ta sẽ thấy từ sugar. Sugar là đường. Mà đường thì không đếm được. Mà không thêm đếm được thì không thể nói là một đường. Mà phải nói là một ít đường. Some. À,
some sugar, một ít đường. Where I need some sugar to make the cookies. Tôi cần một ít đường để làm những cái bánh cookie. To make ở đây là làm. Rồi, câu thứ hai, chúng ta thấy từ tomatoes ở phía sau là số nhiều nè. Mà phía sau số nhiều thì đương nhiên làm sao có ở được. Cho nên phải là some. À, như vậy nhắc lại, some đằng sau là không đếm được, ví dụ sugar không đếm được, hoặc đằng sau some một vài mà muốn đếm được thì đương nhiên phải số nhiều. Tại vì một vài tức là hơn một rồi ha. Chúng tôi cần một vài quả cà chua ở cửa hàng. Rồi sữa cũng không đếm được. Không đếm được không có ờ, chỉ có đờ thôi. Sữa is on the counter, ở cái quầy. Counter là cái quầy á, sữa ở cái quầy á. I need onion. Onion bắt đầu bằng nguyên âm o, o cho nên lấy an. Tôi nói lại nguyên âm thì phải lấy an ha. I need an onion for the salad. Thật ra nó an là để cho người ta đọc nói chữ n này vô cái âm sao thôi. Thay vì I need a thì I need an nó, ta đọc nói chữ n với chữ o vô cho nó dễ thôi. Đơn giản thôi. À, như an apple, người ta đọc nói chữ n vô chữ apple, an apple vậy thôi. Đó là lý do tại sao ờ phải biến thành an để đọc nói vô cho nó dễ. Tôi cần một củ hành cho cái món salad. Nói lại, salad là một món ăn, tên một món ăn. The recipe, đọc đi đọc lại từ này nè. Recipe có nghĩa là công thức nấu ăn. Cái công thức nấu ăn đó nói rằng size, we need some ground beef. Chúng ta cần một ít thịt xay. Thịt xay không đếm được, không có một ít thịt xay. Và cuối cùng, can you get potato, ở đây chỉ có một củ khoai tây thôi. Potato đếm được và nó chỉ có một thôi, cho nên ta phải dùng a. Ha. Bạn có thể mua một củ khoai tây ở cửa hàng được không? Can you get a potato from the store? Nhớ yes no question lên giọng from the store, lên giọng lên ha. Rồi. I'm starved. Can we have hamburgers for dinner? I have a new recipe from the internet. I always love your new recipes. For the recipe, I need 2 pounds of ground beef and some mushrooms. I love mushrooms on my hamburgers. I also need 2 green peppers, 1 bottle of ketchup, and some mustard. Green peppers on a hamburger? That's different. But you always find great recipes. Thank you. I need some cheese, too, for the recipe. Do you need a tomato? Yes, we need 3 large tomatoes, and we need 1 pound of pasta. Pasta? Sandra, are you sure this is a recipe for hamburgers? It's a recipe for a hamburger casserole. A hamburger casserole? I'm not sure. John, you always love my new recipes, remember? Chúng ta sẽ đi đến bài cuối cùng. Đây là một bài nói. Và cũng tương tự thì tôi sẽ đưa cái file nói lên trên YouTube để cho các bạn có thể nghe bài này lại ha. Rồi, bây giờ chúng ta nhớ cái công thức đầu tiên. Rồi, bây giờ tôi nói. Bây giờ người ta chỉ muốn bạn điền a hoặc là sum vô những chỗ trống này thôi. Có 10 chỗ trống, bây giờ chỉ có a hoặc sum. Thì bây giờ tôi chốt lại nè. Khi nào dùng a? Khi phía sau bạn là danh từ đếm được số ít. A chỉ được dùng khi phía sau là một danh từ đếm được mà số ít, ít thôi. Ví dụ như một cái điện thoại. A smartphone, một cái điện thoại. Hay là a pen, một cây viết. Như vậy đối với a thì phía sau bắt buộc phải đếm được mà phải chỉ có một thôi, số ít thôi. Rồi, vậy khi nào dùng some? Some có nghĩa là khi ở đằng sau là danh từ đếm được số nhiều. Tôi ví dụ giờ tôi có tới 2 cây viết thì tôi sẽ dùng là some pens. Và khi nhiều rồi thì từ pens phải thêm s vô, some pens. Hoặc
danh từ không đếm được. À, ví dụ như some sugar, một ít đường, some salt, một ít muối. À, như vậy, cái công thức này phải nhớ trước. Thôi, bây giờ ta bắt đầu nhìn. Ở câu thứ nhất, ta thấy đằng sau, đó là từ new recipe, công thức nấu ăn mới. Và công thức nấu ăn đếm được. Chính vì thế, ta dùng từ a. I have a new recipe. Tôi có một công thức nấu ăn. Rồi, ở số 2, ta đã nhìn thấy từ mushrooms có S. Sau số 2 có mushrooms có S, tức là những cái tai nấm nhiều. Số nhiều đó. Cho nên ở đây ta dùng từ some. Rồi, ở số 3 thì ta lại thấy từ mustard. Mustard là không đếm được. Chính vì thế ta cũng phải dùng some. Không đếm được, dùng some. Rồi, ở số 4 đằng sau là hamburger. Và hamburger là đếm được nha. Một cái bánh hamburger. Cho nên ở đây là a hamburger. Rồi, tiếp câu số 5. Thì ta lại thấy cheese. Cheese là phô mai không đếm được. Không đếm được, người ta dùng some cheese, một ít phô mai. Và thứ 6, tomato đếm được, cà chua đếm được. Và ở đây không có số nhiều, tức là chỉ có một trái cà chua mà thôi. Rồi, ở câu số 7 thì ta lại thấy lặp lại từ recipe, có nghĩa là công thức. Như vậy ở đây cũng chỉ có một công thức thôi. Số 8 cũng y như vậy. Và số 9 là một cái bánh hamburger. Và cuối cùng số 10 cũng là một cái bánh hamburger. À, như vậy thì cái bài này điền vô thì rất là dễ dàng. Ha. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu đọc và dịch cái đoạn này cho các bạn. Ha. I'm starved. Starved ở đây có nghĩa là very very hungry. Đói và đói lắm rồi đó. Đói ghê gớm rồi. Bởi vì bản thân cái từ starve này có nghĩa là chết đói. Chết vì đói á. À, cho nên khi người ta nói một câu I'm hungry có nghĩa là tôi đói thôi. Nhưng mà người ta nói một câu I'm starved có nghĩa là tôi đói sắp chết rồi đó. Anh đói sắp chết rồi đó. Ở đây hai vợ chồng ha. Anh đói sắp chết rồi đó. Hay là người yêu gì không biết nữa. Đó. Couple, nói chung là couple. Can we have hamburgers for dinner? Mình có thể ăn hamburger cho bữa tối được không? Ở nước ngoài nó ăn hamburger không? Hamburger là gì? Tôi nói luôn hamburger là cái gì? Hamburger là cái dạng là có hai lát bánh mì. Hai lát bánh mì, cái để trên, cái để dưới. Xong rồi ở giữa thì có thể bỏ salad nè, rồi thịt bò nè, rồi sốt nè, cái gì đó vô giữa xong kẹp rồi cầm cắn ăn. Rồi hamburgers, được chưa? I have a new recipe from the internet. Em mới có được một công thức nấu ăn mới, new recipe. Từ trên internet, tức là trên mạng. Anh chàng này nói I always love the new recipes. Anh luôn luôn yêu những cái công thức nấu ăn mới của em. Thấy vợ khoái sưu tầm công thức nấu ăn mới, thích lắm. For the recipe I need 2 pounds of ground beef. Để làm cái công thức này thì em cần 2 pounds. Hồi nãy cô mới nói rồi, 1 pound là khoảng nửa ký. Như vậy 2 pounds là 1 ký. 1 ký thịt bò xay, ground beef. Hai đứa ăn ký thịt bò xay. And some mushrooms. Và một ít nấm rơm. Một ít nấm thôi, chứ không phải nấm rơm. Rồi. I love mushrooms on my hamburgers. Anh thích có món nấm rơm. Có món nấm trong cái hamburger lắm. I also need 2 green peppers. Em cũng cần 2 trái ớt xanh nè. 1 bottle of ketchup. 1 chai tương cà sốt nấm. And some mustard. Và một ít mù tạt. Bỏ mù tạt vô ăn cũng thơm, thay cho ớt. Rồi, tới giờ này là anh này hầm rồi đó. Mà hầm thì có nghĩa là không ưng rồi đó. Green peppers on a hamburger. Có cả ớt chuông xanh ở trong cái bánh hamburger hả? Có nghĩa là ý là anh này không thích ăn ớt chuông xanh. Có mùi, có nhiều người không thích. That's different. Nghe nó lạ lạ ha. That's different, nó khác lạ quá. But, nhưng,
You always find right recipes. Nhưng em luôn luôn tìm thấy những công thức tuyệt vời. Right, từ này đọc là right, có nghĩa là tuyệt vời. Right recipes. Thank you. Đó, có bạn hỏi tôi tại sao cái từ này đọc là thank you mà không đọc là thank you. Rồi, tôi sẽ giải thích sau. I need some cheese too. Cảm ơn anh nha. Em cũng cần một ít phô mai nữa cho cái công thức này, for the recipe. Do you need a tomato? Em có cần một trái cà chua không? Yes, có. We need 3 large tomatoes. Em cần tới 3 trái cà chua, mà loại cà chua bự á. Large, trái lớn á. And we need 1 pound of pasta. Và em cần 1 pound, ở đây 1 pound là nửa ký mì. Pound of pasta. Rồi có 2 đứa ăn thôi mà nãy giờ công thức quá trời món. Pasta, dấu hỏi thì phải lên giọng. Pasta, mì á hả? Sandra, are you sure this is a recipe for hamburgers? Are you sure? Em có chắc đây là công thức cho món hamburger không? Tới giờ này thì ông chồng lại có vẻ là nghi ngờ rồi. Tại vì thấy nhiều thứ quá. Hamburger người ta chỉ để bánh mì trên, bánh mì dưới, kẹp thịt giữa ăn thôi. Giờ bỏ luôn cả mì ở trong. Không biết kẹp kiểu gì. Nhiều quá, không biết kẹp kiểu gì. Rồi, tiếp. It's a recipe for hamburger casserole. Đây là một công thức cho món hamburger có tên là casserole. Casserole. Rồi. Hamburger casserole. Một cái món hamburger casserole hả? I'm not sure. Anh không chắc. Ông chồng có vẻ nghi ngờ, không thích rồi đó. Là bà vợ chấn chỉnh liền nè. John, you always love my new recipe. Remember? Chấn chỉnh ngay. John, anh luôn luôn yêu những cái công thức nấu ăn mới của em mà. Đúng không? Thấy không? Mới có ý không ưa một cái là bị chấn chỉnh liền. Rồi, như vậy thì bài hôm nay đến đây là hết rồi. Thank you for your listening.